quý vị và các bạn, khi tham gia giao thông trên đường, điểm mù của xe ô tô là một trong những yếu tố gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc hiểu rõ về điểm mù của xe ô tô sẽ giúp cho quá trình tham gia giao thông trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Điểm mù của xe ô tô là vùng không gian bên ngoài xe bị che khuất, không nằm trong tầm nhìn của người lái xe, tập trung chủ yếu ở các loại phương tiện như xe tải lớn, như xe container, xe buýt, xe khách giường nằm. Điểm mù của xe ô tô thường xuất hiện trong trường hợp người lái xe thực hiện các thao tác như chuyển hướng, quay đầu xe, lùi xe. Nhiều khi là không quan sát được, cho nên là nhiều khi là những cái đấy là mình phải rất đề phòng và mình cẩn thận để mình đi vào những cái đường cua hoặc là đèn đỏ, dừng đèn đỏ mà mình cua và rẽ phải hay rẽ trái thì mình thường hay khó có thể phát hiện được những xe máy đậu bên cạnh, thì mình rất bắt đầu mình khởi động đi thì nhiều khi là những cái điểm đấy là mình không thể kiểm soát được hết. Tìm hiểu thực tế từ chính những người lái xe thì điểm mù của ô tô gồm điểm mù phía trước xe tạo ra bởi chiều cao đầu xe, từ đó làm cho việc quan sát người và phương tiện ở ngay sát đầu xe sẽ gặp khó khăn. Thứ hai là điểm mù hai bên hông xe và vùng gương chiếu hậu không thể chiếu tới. Và thứ ba là điểm mù phía sau xe. Đây là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông khi lùi xe. Vì vậy, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại phương tiện nhỏ khác cần nắm rõ điểm mù của xe ô tô để tránh các tai nạn giao thông. Đi trên đường thì nếu mà để mà lùi lại hoặc gì thì chúng tôi phải xuống quan sát. Xe nó dài này thì từ đường phụ ra đường chính thì nó hẹp thì chúng tôi phải có người chỉ dẫn, báo hiệu đằng sau để mình phương tiện khác lên an toàn. Để khắc phục điểm mù và phòng tránh tai nạn giao thông, người lái xe ô tô cần phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện tham gia giao thông khác khi đi qua những khu vực đông dân cư, những tuyến đường quốc lộ, tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lớn cần chuẩn bị kỹ các điều kiện đảm bảo an toàn cho xe như gương chiếu hậu hoặc có thể lắp thêm các công cụ hỗ trợ như camera quan sát và nhờ người trợ giúp để khắc phục điểm mù phía sau xe khi muốn lùi hoặc đỗ xe vào bãi. Về cái cách phòng tránh thì là cũng tuyên truyền là những người dân và mọi người khi mà tham gia lưu thông trên đường, đặc biệt là không nên dừng ở phía trước đầu xe, hai là không đi song song cùng với các phương tiện xe tải lớn, ba là cũng không đi phía sau ở đuôi xe lớn để sau đó là an toàn cho bản thân mình để khi tham gia giao thông không xảy ra những vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các loại phương tiện này, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ cần phải tập trung chú ý quan sát, tuyệt đối không đi gần, đi ngay phía trước đầu xe. Đi sát hai bên thành xe hoặc cắt ngang hướng lưu thông của xe ô tô. Nếu cần vượt xe, hãy quan sát và thực hiện thao tác vượt xe một cách nhanh chóng, dứt khoát và giữ khoảng cách an toàn, không vượt xe ở những đoạn đường cong hoặc tầm nhìn bị che khuất. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối chia sẻ với Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, thuế, phòng chống buôn lậu. Theo đó, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải sẽ được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Theo Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ quy định, đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng, nếu đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại giấy phép kinh doanh và phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng. Trong thời gian đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì Sở Giao thông Vận tải không thực hiện cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải và các loại phù hiệu, biển hiệu đối với loại hình kinh doanh đã bị tước quyền sử dụng. Cũng theo Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ, xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ, kể cả người lái, và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm, tính từ năm sản xuất, không sử dụng xe cải tạo từ xe có sức chứa từ 9 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 9 chỗ, kể cả người lái xe, hoặc xe có kích thước, kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ trở lên, để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.
Hình ảnh từ clip cho thấy nhiều xe ô tô con từ làn giữa đang vượt lên phía trước xe container. Thế nhưng chiếc xe ô tô màu đỏ đã không có tín hiệu thông báo xin vượt, đồng thời do vượt xe không đảm bảo khoảng cách an toàn, đã vượt ngay sát đầu xe container, khiến hai xe va chạm. Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo của các chuyên gia, vượt xe trên đường cao tốc đòi hỏi người điều khiển ô tô phải có kỹ năng lái xe tốt và nắm rõ các quy tắc điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Không được vượt từ hai xe trở lên cùng lúc, trừ trường hợp những xe này đi thành đoàn, sát vào bên phải và đang di chuyển chậm. Khi vượt nên duy trì khoảng cách an toàn, không gây cản trở hoặc ảnh hưởng tới các phương tiện cùng lưu thông. Sau khi vượt không nên quay lại làn đường hoặc dòng xe ngay mà cần phải duy trì tốc độ cao hơn cho tới khi vượt đủ xa, đảm bảo khoảng cách an toàn với xe vừa vượt để tránh va chạm. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn. Tới đây thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.